Việt Nam với Indonesia chưa thể nói trước điều gì. Đội tuyển Việt Nam dù đang có tâm lý khá hứng khởi sau trận đấu với Nhật Bản nhưng vẫn cần tập trung tối đa trước Indonesia. Đội tuyển Việt Nam tự tin nhưng vẫn cần thận trọng. Cả Việt Nam và Indonesia đều nhận thất bại nhưng có vẻ như hai đội đang đón nhật thất bại theo những cách khác nhau. Đội tuyển Việt Nam nhận về nhiều lời tán dương vì có màn thể hiện rất hay trước đội tuyển Nhật Bản. Các học trò của huấn luyện viên Chu Xe chơi tự tin, chủ động không ngần ngại triển khai bóng từ phần sân nhà. Khả năng tận dụng cơ hội của đội tuyển Việt Nam cũng là rất tốt khi ghi bàn ở hai tình huống cố định và cũng là hai pha bóng nguy hiểm nhất mà đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra. Tuy nhiên, không phải là không có những điều mà đội tuyển Việt Nam cần phải cải thiện. Thầy trò huấn luyện viên Chusie chưa quá hiệu quả trong cách triển khai của mình. Gần như đội tuyển Việt Nam không có cơ hội nào từ các tình huống bóng mở trước Nhật Bản. Thế nhưng, cũng cần phải nói thêm rằng Nhật Bản đã rất đẳng cấp trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Mong rằng toàn đội sẽ thể hiện tích cực hơn trước đội tuyển Indonesia. Chắc chắn đội tuyển Indonesia cũng sẽ gây sức ép lớn lên đội tuyển Việt Nam, không để cho các cầu thủ dễ dàng đan bóng. Quan trọng hơn hết, đội tuyển Indonesia hiểu đội tuyển Việt Nam qua nhiều lần chạm trán. Thực tế trong thời gian gần đây, dù vẫn giành được chiến thắng nhưng các trận đấu với đội tuyển Indonesia đã diễn ra khó khăn hơn trước khá nhiều đội tuyển Việt Nam thường hòa hoặc phải nhờ đến những cá nhân tỏa sáng mới có thể đánh bại được Indonesia, đội tuyển Việt Nam cũng không thể kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Đội tuyển Indonesia ẩn chứa nhiều bất ngờ. Xét về phong độ cũng như các màn trình diễn gần đây, đội tuyển Indonesia bị đánh giá thấp hơn Việt Nam đôi chút nhưng không vì thế họ sẽ bớt nguy hiểm hơn. Trước cuộc so tài với đội tuyển Iraq, huấn luyện viên Sinte Ejong khẳng định đội của ông sẽ chơi tiến bộ hơn trước một đối thủ từng đả bại mình đến năm một và đội tuyển Indonesia đã thể hiện điều đó. Trong khoảng 2 phần 3 thời gian trận đấu, đội tuyển Indonesia đã khiến Iraq phải rất khó khăn mới có thể xuyên phá được mảnh lưới của mình. Đội bóng từ Tây Á chỉ đã thanh thoát hơn khi ghi được bàn từ một tình huống tranh cãi. Đội tuyển Indonesia mạnh dạn tần suất pressing ngang bằng với đối thủ khi cần thiết. Hai hậu vệ biên của họ hoạt động khá tốt, đặc biệt là hậu vệ phải Sayuri rất tốc độ và khéo léo. Phía bên kia, Pratama Ahan chơi khá tròn vai và vẫn có những pha ném biên cực kỳ khó chịu, gần như không khác mấy một pha đá phạt. Đội tuyển Indonesia sẽ điều động những cầu thủ có thể hình tốt để tăng khả năng dứt điểm bằng đầu và tranh chấp cũng như làm rối loạn hàng phòng ngự đội bạn. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ cần rất cẩn trọng điều này, nguy hiểm sẽ rất thường trực nếu các cầu thủ chỉ thoáng chốc lơ là. Tự chung lại, khi bóng chưa lăn trên sân thì chưa thể nói trước được điều gì, cuộc chơi phía trước vẫn còn đầy dãy khó khăn và rất khắc nghiệt một trận thua hay thậm chí là một trận hòa trước indonesia sẽ khiến những khen ngợi tung hô cho đội tuyển việt nam sẽ biến mất và sau đó là muôn vàn áp lực mong rằng huấn luyện viên chusie và các học trò sẽ trên cứng đá mềm có được phong độ tốt nhất để đánh bại được đội tuyển indonesia